Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước ngoặt cuộc đời trên sóng truyền hình An Viên. Thưa quý vị, khách mời đến với chương trình hôm nay là một đạo diễn trẻ tài năng, đứng đằng sau hàng loạt thành công của rất nhiều các chương trình nổi tiếng, có thể kể đến như là các game show Lựa chọn của trái tim, Quý ông hoàn hảo, Quý cô hoàn hảo, hay là chương trình hài Xà chi chết, Mõ làng, series hài Hài hại não. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với đạo diễn Nguyễn Lớp. Vâng, Nguyễn Lớp xin được kính chào những khán giả thân thương của truyền hình An Viên. Xin được chào MC Thùy Linh xinh đẹp. Bị điện giật là chuyện bình thường ấy. Cái việc sau này mới gọi là nguy hiểm, đó là hàn cái tia điện lửa xuống ngũ bắt em. Chúng ta làm việc gì cũng từ cái tâm, cứ làm từ cái tâm này thì chắc chắn là mọi việc nó sẽ hoan hỉ, nó sẽ viên mãn. Ngày mai cũng phải thay đổi, và cái thay đổi của ông ngày mai và tương lai là nó sẽ phải tích cực để cho là cái sản phẩm của mình nó cũng tích cực lên. Trong cuộc sống ấy là mình ôm thật chặt, tha thứ và thật nhanh. Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Lớp đã dành thời gian đến với chương trình Bước ngoặt cuộc đời hôm nay. Gặp Lớp là Linh phải muốn hỏi ngay, bởi vì điều này là tò mò từ lâu rồi. Chưa nhìn văn bản thì mình nghĩ là cái Lớp này chắc là Lớp tiếng Anh. Lớp yêu. L-O-V-E đấy, tình yêu đấy ạ. Vâng. Nhưng mà nó lại là một cái tên hoàn toàn thuần Việt. Vâng, nó là Nguyễn Văn Lớp ạ. Vâng. Một cái tên rất đặc biệt. Rất thuần Việt. Em trai của Nguyễn Lớp tên là Nguyễn Văn Tầng. Anh em là trùng trùng điệp điệp tầng tầng lớp lớp. Cái tên này cũng là một cái tên mà khi mà mới lớn ấy, mà nhất lại đang công tác học tập tại trường nghệ thuật quân đội ấy, thì là khi mà mọi người bảo là điểm danh là Nguyễn Văn Lớp đâu ấy, thì là mình sẽ trốn. Tại vì mọi người cứ tìm và tò mò với cái thằng Nguyễn Lớp này, cho nên là hơi ngại cái tên. Nhưng sau này thì lại cảm thấy là rất là hãnh diện và cảm ơn ông nội vì đã đặt cho một cái nghệ danh rất là hay. Phải nói là độc nhất vô nhị, và cũng cảm thấy là bây giờ cảm thấy là mình rất là tự hào mình có một cái tên lạ. Truyền thống gia đình của Lớp có liên quan tới nghệ thuật không? Nhà Nguyễn Lớp thì không ai theo nghệ thuật cả. Nhưng mà ông nội Nguyễn Lớp thì là một người có thể chơi được tất cả các nhạc cụ. Cho nên là chắc là cũng theo gen của ông nội, nhưng mà lại không chơi được nhạc cụ nào. Đạo diễn trẻ Nguyễn Lớp, tên thật là Nguyễn Văn Lớp, sinh năm 1989. Anh vừa là diễn viên MC, vừa đảm nhiệm vai trò đạo diễn của rất nhiều phim hay game show lớn như Quý ông hoàn hảo, Xả xì chết, Ngôi sao tình yêu, Lựa chọn trái tim, Siêu quậy TV. Thời gian gần đây, bên cạnh việc sản xuất các chương trình mang tính giải trí cao và chất lượng, đạo diễn Nguyễn Lớp còn mong muốn gửi đến những thông điệp ý nghĩa, những bài học cuộc sống tuy giản đơn nhưng thấm thía qua các câu chuyện nhỏ trong series phim Thức tỉnh tâm hồn. Trong cái chương trình Thức tỉnh tâm hồn ấy, đó là cái sự kết hợp giữa cả bi hài kịch, có những cái câu chuyện là rất là buồn, cười ra nước mắt, nhưng mà cười cái nước mắt ở đây ấy, là cái nước mắt thâm sâu, cái nước mắt mà làm cho con người ta phải sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn. Thì hy vọng rằng qua những câu chuyện của Thức tỉnh tâm hồn thì mọi người hãy nhìn nhận lại xung quanh mình, nhìn nhận lại bản thân để chúng ta có một cái cuộc sống tích cực hơn, vui vẻ hơn và cảm thấy là cuộc đời rất đáng sống. Mỗi bộ phim là một câu chuyện, một tình huống bi hài xoay quanh các mối quan hệ trong xã hội, cha mẹ và con cái, vợ chồng, thầy trò láng giềng. Với các tình tiết cô đọng, kết cấu chặt chẽ, cách kể chuyện giản dị nhưng gần gũi chân thật. Mặc dù coi như là sống ở dưới mưa bão như thế là quay coi ướt hết cả từ mà suốt cả buổi sáng ngâm nước mưa ấy để quay một cái cảnh để dạy dỗ con cái mình. Thực sự ra mình có cảm giác mình được sống trong nhân vật, tức là như mình đang dạy con mình thật đấy. Cho nên cái cảnh vô cùng xúc động, trời mưa như thế, nhưng có lẽ khán giả xem thì có lẽ không thấy được. Nhiều khi mọi người cứ nghĩ rằng nó to tát quá, tôi không làm được. Nhưng mà đấy là họ nghĩ thế thôi, vì họ chưa làm và họ chưa thực hành. Những cái giáo lý đấy đều hướng mình đến một cái gì đấy rất là thiện tâm, thiện lành, một cái gì đấy rất là đơn giản, gần gũi và nó ngay theo cuộc sống của mình. Vấn đề là mình có nhận thức ra, mình có nhìn thấy nó hay không mà thôi, từ những hành động rất là nhỏ, không cần phải quá lớn lao.
Qua mỗi sản phẩm, mỗi một tác phẩm nghệ thuật của mình, đạo diễn Nguyễn Lớp mong muốn sẽ mang lại cho khán giả những quãng thời gian giải trí thú vị bằng những tác phẩm chất lượng. Đồng thời qua đó sẽ hướng con người đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống từ những câu chuyện được tạo nên từ những chất liệu rất thật, rất đời. Hiện nay thì được biết là Nguyễn Lớp đang là một người đạo diễn cũng như là góp phần xây dựng nên format kịch bản của chương trình Thức Tỉnh Tâm Hồn. Vâng. Sắp tới sẽ lên sóng ở truyền hình An Viên. Đây là một chương trình Thùy Linh được biết là những cái tập phim phát sóng để ở đó gửi gắm rất là nhiều những thông điệp đúng như cái tên của chương trình, đó là Thức Tỉnh Tâm Hồn của chúng ta. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về công việc của mình trong chương trình mới này. Vâng, ngay cái tên thì chắc là Thùy Linh rồi khán giả cũng có thể hiểu là qua cái chương trình đấy, để cho những khán giả hoặc thậm chí là những cái nhân vật ở trong phim cũng thức tỉnh, hiểu, sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Sau một thời gian làm các cái chương trình về hài ấy, hoặc game show thì mấy năm gần đây thì Nguyễn Lớp bắt đầu tập trung và cảm thấy là mình cần phải đi có một cái định hướng mới, một cái mà mang một cái giá trị nhân văn để gửi gắm khán giả. Thì là Nguyễn Lớp bắt đầu làm những cái chủ đề như là về dân gian. Thì qua những cái chương trình đấy thì là vừa cái là tiếng cười châm biếm, vừa là cũng là một cái bài học để cho khán giả nhìn vào đấy, nhìn vào cái câu chuyện đấy để làm sao mà mọi người hiểu ra là à thế là sai, thế là không đúng. Cũng là một cái lần tình cờ ấy, thì là thấy một số các chương trình, một vài câu chuyện rất là xúc động ở trong cuộc sống và trên báo, hoặc là những cái câu chuyện mà Nguyễn Lớp đọc thấy là nếu những câu chuyện như này mình làm thành phim thì cái sức lan tỏa của nó tốt hơn, đến với khán giả nhiều hơn. Thế là Nguyễn Lớp mới quyết định là nghĩ ra cái format là Thức Tỉnh Tâm Hồn. Hiện nay thì cũng có rất nhiều các chương trình truyền hình mà gửi gắm ở đó những bài học, những thông điệp nhân văn và tốt đẹp. Nhưng mà bạn sẽ phải tìm tòi thể hiện ra sao để những cái tập phim của Thức Tỉnh Tâm Hồn mang những cái điểm khác và nét riêng biệt. Ở Thức Tỉnh Tâm Hồn ấy thì là có những câu chuyện mà rất là đời. Ví dụ như là một câu chuyện như này, em suy tính là một câu chuyện là kể về một cái cậu bé, cậu rất là nghịch ngợm và vô tâm. Bố bạn đi về thì bạn chỉ luôn đòi hỏi là quà con đâu, đi công tác về quà con đâu, lúc nào quà con đâu, không hỏi han gì cả. Thế là một lần tình cờ ông bố đi công tác, ông bố công tác thì ông bố lại gọi điện về nhà. Khi gọi điện về nhà thì ông bố, đứa con bắt máy thì định hỏi là bố ơi quà con đâu, thì ông bố đã bảo là cho bố gặp ông nội. Một lần, hai lần, lần thứ ba thì bắt đầu là thằng bé nó cáu, nó bảo bố ở nhà này còn có con, còn có rất nhiều người, sao nào bố gặp ông nội. Thì ông bố mới nói là bố nhớ bố của bố thì bố gọi điện cho bố của bố, còn con nhớ bố của con ấy thì con hãy gọi điện cho bố của con đi. Đấy, qua một câu đấy để cho chính cái bạn nhỏ đấy, người bố đấy chính là cái tấm gương để cho con noi theo những hành động của người bố. Đấy, qua câu chuyện vừa rồi ấy, thì MC Thùy Linh có thể thấy là nó là những cái câu chuyện rất là đời thường, những câu chuyện nó không có là đao to búa lớn gì cả, nó chỉ là những cái đấy, cuộc gọi điện thoại của bố với con để thức tỉnh cái đứa con. Và đó, người bố đấy là tấm gương để cho con nó noi theo. Đấy. Ông bố gọi điện cho bố của bố mà. Đấy, nếu mà con nhớ bố của bố ấy thì con hãy gọi điện cho bố của con đi. Đấy. Chứ đừng đòi hỏi. Thì đấy, qua cái thức tỉnh đôi khi là nó chỉ rất là đơn giản, nhẹ nhàng, gần gũi và dễ hiểu. Vâng. Và không phải là ở những cái lý thuyết ở đâu quá là sâu xa và giáo điều, mà cái nhân văn của chương trình qua những tình huống tự nhiên và gần gũi đó là khiến cho nhân vật, là chúng ta tự dập mình nhận ra là mình nên thay đổi và mình cần thay đổi, mình muốn phải thay đổi ạ. Cái chung ở đây là có nghĩa là nhân vật thay đổi và cái người xem cũng thấy là mình như là nhà mình cũng đang trong cái tình trạng đấy, thì mình cũng phải như nào phải thay đổi đi. Thì là qua cái đấy thì muốn lan tỏa cái sự yêu thương nhiều hơn ạ. Bản thân một người đạo diễn làm một chương trình mang đậm tinh thần Phật Pháp như vậy, thì bản thân bạn cũng có được thức tỉnh và được thay đổi gì không? Có chứ, cũng nhờ qua những câu chuyện đấy, đọc qua, và khi mà làm ấy thì mình phải đọc rất là nhiều. Tại vì là trong cuộc sống có vạn câu chuyện mà,
thì mỗi một câu chuyện thì lại đưa cho mình những cái suy nghĩ. À, thế qua câu chuyện tình bạn này, mình với cả bạn mình như nào? Rồi qua cái câu chuyện vợ chồng này, mình với cả vợ mình như nào? Rồi cái việc trong cuộc sống mình đã đối xử với nhân viên của mình, hàng xóm của mình đúng chưa? Thì đấy, qua cái thức tỉnh thì nó rất là rộng và nó nhiều câu chuyện, nó muôn màu luôn. Thì là ở cái thức tỉnh là bản thân từ Nguyễn Lớp cho đến cả ekip, thậm chí là có những anh em kỹ thuật ấy xem và còn xúc động và cảm thấy còn thấy là đôi khi là như là hôm nay anh cảm ơn mày, nói từ anh em trong nghề, anh cảm ơn mày, câu chuyện này hay quá và đúng, đang kể đúng cái hoàn cảnh gia đình nhà anh. Đấy thì tính ngay lập tức là chưa đến khán giả, nhưng mà ngay lập tức những cái con người làm việc với mình họ cũng cảm nhận được cái điều đấy, thì cảm thấy cũng rất là vui. Là cái tên khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật với vai trò đạo diễn, nhưng ít ai biết con đường đến với nghệ thuật của đạo diễn Nguyễn Lớp lại vô cùng đặc biệt. Mặc dù có sẵn cái duyên với môn nghệ thuật thứ bảy, nhưng những thành công của Nguyễn Lớp không thể không kể đến chặng đường lội ngược dòng đời một cách ngoạn mục để theo đuổi đam mê. Đạo diễn Nguyễn Lớp chia sẻ, được làm diễn viên rồi trở thành đạo diễn, đó là điều anh vô cùng tự hào và biết ơn, không chỉ là các thế hệ thầy, cha, chú đi trước, mà còn là bố mẹ, là gia đình đã luôn hỗ trợ, đồng hành và ủng hộ anh trong suốt thời gian anh theo đuổi đam mê với nghệ thuật. Gia đình không chỉ là hậu phương vững chắc, mà còn là nơi tiếp thêm sức mạnh để đạo diễn trẻ tài năng Nguyễn Lớp ngày càng phát huy khả năng của mình, làm ra thêm nhiều sản phẩm hay, chất lượng mang đến cho khán giả. Đạo diễn là một trong những vai trò quan trọng nhất để khi thực hiện một tác phẩm truyền hình cũng như là phim nào. Và tôi hiểu được rằng để có thể tạo nên một tác phẩm có khả năng truyền tải đi những giá trị tốt đẹp, nhân văn, thì bản thân vai trò của người đạo diễn họ cũng sẽ phải có những trải nghiệm nhất định trong nghề cũng như là trong cuộc sống. Vậy nhìn lại hành trình mà Nguyễn Lớp đến với nghệ thuật, hành trình đó đã diễn ra bao nhiêu năm nhỉ? Cũng phải được đến chục năm rồi ạ. Sau khi tốt nghiệp tại trường nghệ thuật quân đội thì Nguyễn Lớp có công tác hiện tại đang là giảng viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ở khoa sân khấu điện ảnh và viết văn. Thì là từ một anh thợ gò hàn ô tô. Một anh thợ gò hàn ô tô ạ? Vâng. Đấy là cái nghề trước khi mà bạn đến với nghệ thuật. Vâng. Thì ngày xưa thì bố mẹ Nguyễn Lớp cũng định hình là nếu mà học mà không tốt ấy thì là ông phải đi học nghề, ông phải đi làm nghề, thì lựa chọn cho Nguyễn Lớp là một cái nghề là nghề sửa chữa ô tô. Lớp 9 vát là bố mẹ gửi xuống dưới xưởng luôn. Nhưng mà không phải sửa chữa là sửa chữa máy móc mà sang trọng những ô tô sang, mà sửa chữa đây là sửa chữa những cái xe tải, xe ben, làm nghề khoan rồi hàn, rồi đại loại là làm những cái nghề kiểu như là chân tay nặng. Bạn làm công việc đó bạn có thấy thích thú không? Thực ra là không hợp ấy ạ. Bởi vì là học cái hàn là cầm cái xe hàn điện thì bản thân thì lại bị mồ hôi tay, thế mà cứ cầm vào cái hàn điện thì là cái đấy nó phải có vào một cái dây mát đấy, thì cầm vào cái que hàn rồi cầm vào cái tay hàn ấy thì cho vào mắt thì là điện nó mát, nó giật. Cái việc mát điện bị điện giật là chuyện bình thường nhé, cái việc sau này mới gọi là nguy hiểm, đó là mắt hàn thì cái tia lửa. Ui giời, về nhá, nó sưng húp mắt lên. Mẹ thì là cũng thương con. Thì cũng mới lớp 9 thì cũng mới lớn. Thì bắt đầu hàn, thì bắt đầu về đau mắt mà không trả được thuốc mắt, mà cứ phải lấy cái đá ấy, là cứ phải chờm. Chờm cho nó mát, nó dịu. Thì cái đấy nó mát dịu thì sáng hôm sau nó đỡ. Đỡ thì lại hàn tiếp. Thì mấy anh em bảo là thôi mày cứ hàn đi, chắc chắn là nó sẽ khỏi. Thì không hiểu sao mà mình cứ điện thế nào, mình càng hàn nó càng đau. Thế thôi đành về sau là chuyển sang một hàn hơi. Thì nó cũng hàn hơi thì lại có cái bình oxy và cái đất đèn ấy. Đấy thì là cái mùi của cái đất đèn ấy thì nó rất là khó chịu. Thì một thời gian sau phát là ốm luôn. Ốm xong bắt đầu là bảo thế thôi, ông không hàn điện, ông không hàn hơi được, thôi ông chuyển sang ông đi ông gò đi. Nhưng mà từ đâu là một anh chàng đang có nghề thợ sửa ô tô gò hàn rồi mà lại vẫn có một cái gì đó nung nấu trong người để mà đi thi về diễn viên nghệ thuật nhỉ? Trước đấy ấy, thì ở trường cấp 3 ấy,
thì là các bạn lựa chọn rất nhiều trường, thì bỗng dưng là Nguyễn Lớp thấy là cái trường nghệ thuật quân đội cũng rất là hấp dẫn và cũng rất thích là mặc áo lính và lại còn là một chiến sĩ về nghệ thuật, thì mới đăng ký để học hát, thi hát. Thì đầu tiên là thi vào trường nghệ thuật quân đội là thi định thi thanh nhạc, thi thanh nhạc ấy. Nhưng sau nghĩ là thấy các bạn ui giời ơi, các bạn luyện thanh rồi các bạn ăn mặc đẹp lắm rồi các bạn hát ui thế này, thì mình lúc ấy nghĩ tuổi gì mà đỗ được. Lúc ấy là nghĩ là chắc là chỉ gọi là thi lướt cho xong thì về để báo cáo với bố mẹ thôi. Nhưng lúc sau thì vào gặp một ông anh, ông hỏi là mà thằng này mới thi gì đấy. Dạ em thi thanh nhạc, mới hát thử nghe nào. Thì hát bảo hát xong cái ông bảo ui giời chưa. Thế bảo anh ơi, thế bây giờ em rất là thích nghệ thuật, anh biết làm thế nào? Bảo thế bây giờ mày có biết diễn không? Diễn gì ạ? Diễn kịch ấy. Bảo em thì biết diễn gì đâu ạ, em chỉ biết hát thôi, từ nhỏ giờ cũng đã bao giờ diễn đâu. Thế bây giờ mày diễn đi. Bây giờ mình nghĩ đi. Về mình nghĩ một cái tình huống trong cuộc sống ấy. Thế sau đó mai mày diễn cái đấy, anh nghĩ là còn ăn hơn, còn có khả năng đỗ. Đấy, thì bắt đầu là về mới trên đường thì mới đi với bố, ngồi trên xe máy hai bố con đi thì cứ đi cứ nghĩ về cái đấy, rồi cứ tưởng tượng đi trên xe đi tưởng tượng này, xong về ăn cơm tưởng tượng này, nuôi chưa hiểu nó là tưởng tượng là gì cả, thế nghĩ là cứ trong đầu một cái hình ảnh gì đấy. Đấy thì đêm đến thì nhà mình ở gần cạnh sông đáy ấy, thì là một bà ngoại của mình thì là làm nghề lái đò, thì là bà làm ở cái đò đấy, thế là cứ đưa người qua sông. Thì là lúc nhỏ có ngày giỗ hoặc là thịt con gà thì mang xuống. Thì những cái hình ảnh đấy của tuổi thơ nó cũng ùa về, nó trong đầu mình nó đã lập trình sẵn rồi. Thì bắt đầu mình nghĩ ra một cái tiểu phẩm là gọi đò. Thế là cũng đã định hình được là có sự biến sự kiện ở trong cái tình huống để thi rồi. Dường như là chàng trai lúc đấy là đang tràn đầy cảm hứng ấy, để đấy, chuẩn bị cho tác phẩm thi. Những cái sáng tạo rất là nhỏ thôi. Thế sau đó thì tiểu phẩm đấy nó lại cần một cái kính và một cái nón. Đang ngồi đợi để chuẩn bị đến cái phần thi của mình ấy. Nên bỗng dưng có một người đi ngang qua. Này, con nào tên là lớp nhỉ? Bắt đầu bảo, dạ em đi ạ. Này, bố gửi cho cái kính với cái nón này. Ui giời, lúc ấy bắt đầu bảo, ui giời, có đạo cụ rồi. Có đạo cụ rồi thì bắt đầu là mấy lúc đấy nhá. Đi ra rồi, lúc ấy là đã nghĩ cái tiểu phẩm lái đò ấy. Thì trên đường mà đi ấy, thì lại nhìn cái kính và cái nón thì bảo là hay là mình nghĩ tiểu phẩm khác nhỉ? Tại vì nó lại thay đổi. Thì lại là Nguyễn Lớp lại bảo là thôi, hay là làm phát tiểu phẩm ăn trộm, ăn cắp, ăn xin. Không ăn xin được người ta ăn cắp. Thế là làm luôn cái tiểu phẩm ăn cắp, ăn trộm luôn, lại nghĩ luôn và làm luôn trên cái đường, trên con đường. Thế đi. Là cái tác phẩm mà bạn thi lại là tác phẩm được sáng tác ngẫu hứng, ngẫu sát hứng, giờ thi. Sát giờ thi và không phải là cái tác phẩm mà mình nghĩ cả đêm về cái việc mà ông lái đò ở gần sông đáy. Là đời. Lần thi đó là đỗ chứ? Đỗ. Không nghĩ là mình đỗ. Không nghĩ là mình đỗ. Thế là có thể coi là cái việc mà bạn đỗ để làm diễn viên ở trường điện ảnh ấy. Là một cái bước ngoặt đấy. Một bước ngoặt, một cú lội ngược dòng đúng không? Của một anh chàng trước đó tưởng chừng như là cuộc đời mình sẽ phải gắn bó với kỹ thuật, cơ khí, gò hàng rồi. Và tôi thấy trong những cái chia sẻ của bạn ấy, bạn nhắc tới bố là một người đồng hành cùng bạn trên con đường để bạn thực hiện việc thi cử và sau này là trở thành diễn viên, trở thành đạo diễn ấy. Bố dường như là cũng ủng hộ bạn trên con đường này. Thực ra thì sinh con ra thì cũng muốn là con của mình ấy, là những cái sản phẩm tốt nhất, là những đứa con có ích cho xã hội. Đấy thì bản thân Nguyễn Lớp thì nhớ mãi có những hình ảnh là ngày xưa trời mưa là bố cứ cõng là nhà lụt, ở mặc dù ở gần Hà Nội thôi nhưng mà mưa phát là có thể lụt cả cái ngõ đấy. Thế là bố vẫn thường là cho Nguyễn Lớp lên vai này, xong bắt đầu là cho con đi học, đến lớp xong thả xuống lớp xong lại đi về. Và đến bây giờ ấy thì cái chân của bố Lớp ấy là bây giờ bị hỏng cái chỏm xương đùi ấy. Thì và bản thân Nguyễn Lớp rất là trân trọng những cái gì mà bố và mẹ đã dành cho mình, sự hy sinh. Mặc dù là nhà không theo đường nghệ thuật nhưng mà bố lúc nào cũng ủng hộ
cũng tạo điều kiện tốt nhất là để cho con bằng bạn bằng bè, chứ không bao giờ là để cho con mình là à nhà mình nghèo lắm con ạ, con phải nhà mà lúc nào con ơi con cứ học đi, con cứ đăng ký đi, bố sẽ lo. Đấy. Bố mẹ dường như là sẵn sàng đồng hành và ủng hộ mọi quyết định của mình, miễn là quyết định đó khiến cho mình cảm thấy vui và mình sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của cuộc đời mình. Vâng. Vậy thì cái việc mà bạn làm diễn viên này, tôi thấy hình ảnh của Nguyễn Lấp Lên cũng có được những cái duyên hài rất là riêng và được khán giả yêu thích. Nhưng mà chắc hẳn là công việc này chưa khiến cho bạn thỏa đam mê hay sao mà bạn còn phải học và làm cả đạo diễn nữa. Thực ra là khi mà học trong trường nghệ thuật quân đội thì là Nguyễn Lấp học quản lý văn hóa chứ không phải là học diễn viên hay đạo diễn. Nhưng mà bản thân thì sau khi được tiếp cận và được gặp các người anh ở trong nghề ấy, thì cảm thấy là mình thích cái nghề diễn viên này quá. Đầu tiên rất thích đam mê thì là muốn được diễn, muốn được làm cho mọi người vui, muốn được là mọi người nhìn vào những cái lúc mà mình diễn mọi người cười, thì lúc ấy thích làm diễn viên. Thế thích làm diễn viên thì để mà được những cái vai diễn hay thì Nguyễn Lấp làm tổ chức sản xuất thì sẽ có vai nào hay thì xin anh đạo diễn là anh ơi cho em một cảnh nhỏ nhỏ nhá, em thích cái này đấy. Thì sau đó thì dần dần va vấp thì bỗng dưng là mình thấy là cái tư duy của mình nó bắt đầu cũng thay đổi. Nó thay đổi là mình nhìn anh làm, mình nhìn đạo diễn khác làm, mình nhìn những người anh đi trước làm, mình hiểu nếu mà mình như này mình sẽ làm khác, nếu như này mình sẽ mi khác, mình sẽ cho câu chuyện nó khác đi. Thì bỗng dưng từ đấy đã thấy là mình có tư duy có thể là làm được cái việc là em ơi đây em thoại cho anh câu này nhá, anh ơi anh thoại em câu này nhá, bạn kia đi từ kia ra đây. Đấy, nó là những cái đơn giản đầu tiên cơ bản đã để mình hình thành lên cái tư duy của một đạo diễn đầu tiên. Đấy. Và điều đó cũng cho chúng tôi thấy rằng là ngay từ đầu bạn đau đáu và luôn luôn mong muốn sáng tạo trong những công việc mình làm dù là nhỏ nhất. Không phải là chúng ta làm để mà cho xong việc, để cho tròn vai hoặc là theo đúng những sắp xếp đã có, mà bạn luôn luôn nhìn theo cái tư duy của bản thân nữa, để xem là bên cạnh đó có những cái phương án nào nữa không, và có thể sáng tạo để có những cái điểm mới. Vâng. Đó cũng là điểm rất là cần để trở thành một người đạo diễn. Thực ra này, một cái sản phẩm khi đưa lên khán giả thì nó là cái sự tổng hợp của rất nhiều cái đầu, rất nhiều ekip. Và Nguyễn Lấp có một cái, để mà có cái một số các sản phẩm hay ấy, thì là phải cảm ơn tất cả anh em ekip, từ diễn viên, kỹ thuật đến âm thanh, ánh sáng. Tại vì nếu như anh em không đồng hành, nhất là với cả đạo diễn với cả diễn viên ấy, nếu như mà không có sự phối hợp, không có sự là đây ý tưởng đây, mình định hình đây, nó là cái cốc đây, thì anh em ơi, mọi người diễn viên, chúng ta hãy cùng nhau làm cho cái cốc này nó tỏa sáng chẳng hạn. Thì cái việc làm việc nhóm ấy, nó rất hiệu quả. Và cái sản phẩm này là Nguyễn Lấp đấy bảo là ra hiện trường bảo đâu em gọi là danh đạo diễn thôi, còn đâu cái sản phẩm này của chúng ta là sản phẩm chung lên là khán giả xem, và anh em mình làm sao để tôn trọng khán giả, và mỗi qua mỗi tác phẩm mình gửi gắm cái điều gì đấy để cho khán giả cảm thấy là hay đấy, vui đấy, có giá trị đấy. Bây giờ khi mà trở thành một đạo diễn có những cái dấu ấn thành công riêng thì được mọi người ghi nhận rồi, nhưng mà ở những cái giai đoạn đầu tiên ấy, với vai trò là một diễn viên trẻ chuyển sang đạo diễn, bạn có gặp bất kỳ khó khăn gì không? Diễn viên lúc đấy là cái nền tảng để mình trở thành một đạo diễn. Có những cái khó khăn như này, hoặc là có những cái lúc mà thực sự là cũng cảm thấy là cũng thất vọng. Ví dụ như một cái story là Siêu Quậy TV ấy. Đấy, cái story đấy là một story mà khi mà dồn hết tất cả rồi, tất cả anh em ekip rất vất vả rồi, thì bỗng dưng là một bạn diễn viên trong đấy, bạn ấy bị một cái scandal thì làm cho ảnh hưởng thì đến cái việc phát hành. Anh em đang cống hiến ngày đêm từ tiền kỳ đến hậu kỳ, bỗng dưng bảo là không được dừng lại vì một cái cá nhân. Đấy là những cái lúc mà cảm thấy là mình rất là cảm thấy khó khăn. Nó sẽ liên quan đến chuyện là chúng ta sẽ phải quay lại này, phải cắt cảnh này,
Nhưng ví dụ như ở cái thời điểm đó thì bạn phải tìm cách nào để vượt qua? Đi tiếp chứ. Chúng ta vẫn phải đứng lên và đi tiếp chứ. Chúng ta cũng phải thay đổi. Tại vì Nguyễn Lớp có một cái có một quan điểm sống cũng phải nói là cũng khá là hiện đại và hợp với cả Nguyễn Lớp ở thời điểm bây giờ. Có nghĩa là bạn ngã thì bạn phải đứng dậy đúng chỗ đấy và phải vượt qua được nó. Ngày mai cũng phải thay đổi. Và cái thay đổi của ông ngày mai là tương lai là nó sẽ phải tích cực. Đấy thì từ những cái tích cực đấy thì để cho là cái sản phẩm của mình ấy, nó cũng tích cực lên. Sản phẩm này xong rồi đúng không? Bị ảnh hưởng thôi, bỏ. Nghĩ đến cái những cái điều tốt đẹp hơn, nghĩ đến một cái sản phẩm hay hơn. Đạo diễn là một vai trò mà đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng ở trong đó, không chỉ là kỹ năng với lĩnh vực nghệ thuật mà còn phải có kỹ năng để quản lý này, kết nối, sâu chuỗi rất là nhiều những mắt xích để tạo thành một đường dây xuyên suốt. Vậy cái quan điểm làm nghề cũng như cái bí quyết để bạn có thể ngày càng phát triển và hoàn thành tốt vai trò đạo diễn của mình là gì? Như Thùy Linh biết đấy thì là Nguyễn Lớp luôn luôn là họp nhóm với nhau. Rồi mỗi anh em đưa ra, khi mà có một cái job này thì là tất cả anh em sẽ họp lại và cùng nhau đưa ra ý tưởng tốt nhất. Thứ hai là mình là người ở trong đoàn và mình là người đứng đầu. Và Thùy Linh biết là một ngày làm việc của anh em ấy là thường làm từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm hoặc thậm chí 1 giờ. Mà lúc nào 6 giờ sáng thì anh em rất khỏe mạnh lúc ấy buổi sáng. Thế sau đến bắt đầu 9 giờ bắt đầu ăn cơm xong tối ấy, là bắt đầu đã có hiện tượng là oải rồi. Thế sau đó 9 giờ, 10 giờ thì bắt đầu là anh em cơ thể nó buồn ngủ. Thì nếu như mà mình là một người cầm đầu, mình là một người trong đoàn ấy, mình mà lại cũng thế thì cả đoàn chắc có khi là đóng máy về đi ngủ. Cho nên là lúc nào cũng phải sốc tinh thần luôn, căng luôn ở trên đấy. Thì bảo sao mình căng đấy thì mình về ra mình ngủ được ngay. Thì đấy là một cái mà cũng là cái cách làm việc của Nguyễn Lớp ấy, là làm sao mà để cho hiệu quả nhất, tốt nhất cho sản phẩm. Mình phải dành sự đam mê, nhiệt huyết. Bởi vì chính bản thân mình năng lượng thì mình mới có khả năng truyền đi những cái năng lượng tích cực đó cho những người trong ekip của mình. Thì mới có thể tạo thành một cái tập thể tốt được. Nói tới đây thì Linh lại để ý tới giọng nói của lớp ngày hôm nay hơi khác. Có vẻ như bạn đang có vấn đề về thì đấy, giọng nó cũng, nói. Nghề Nguyễn Lớp thì cũng giống như là nghề của Linh thôi. Tại vì sao? Tại vì đến trường quay là cũng phải nói rất là nhiều. Nào có phải là mỗi diễn viên đâu. Ông phải hò hét, nào phải tổ diễn viên, tổ họa sĩ. Ông nào thì làm âm thanh ánh sáng. Là đều từ cái ông này ông yêu cầu thì một mình nói. Thì đương nhiên là cái giọng nó sẽ bị ảnh hưởng. Đấy. Thế nên một lần nữa phải rất là cảm ơn cái tinh thần nhiệt huyết và rất là ưu tiên của dành tới cho bước ngoặt cuộc đời của đạo diễn Nguyễn Lớp trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà bạn cũng phải lưu ý, bởi vì sức khỏe vẫn luôn luôn là cái quý giá nhất. Thực ra là nếu mà nói chuyện về sức khỏe thì những năm trước ấy, thì là Nguyễn Lớp có vào Sài Gòn làm. Cuộc sống của Sài Gòn thì nhanh hơn và cái công việc làm nó căng hơn ở ngoài Bắc. Cho nên là cái thời điểm đấy là ăn uống nó cũng không bất hợp lý. Thì là một thời gian sau thì về Bắc thì đi khám thì hóa ra lại bị tiểu đường. Và đây là cũng là một cái điều cũng trăn trở ở Nguyễn Lớp, đó là thấy bác sĩ bảo là nếu mà cái bệnh tiểu đường ấy, nếu mà để biến chứng ấy, đúng rồi, nguy hiểm lắm. Sẽ ảnh hưởng đến mắt. Ảnh hưởng đến mắt ấy, làm sẽ mờ mắt hoặc là thậm chí là nặng hơn là sẽ không nhìn thấy. Thì bản thân mình cũng nghĩ là nếu sau này nếu mà không nhìn thấy, mà già mà không nhìn thấy thì cũng rất là buồn. Và mình sẽ không đọc được cái gì hoặc mình chỉ có nghe thôi. Bản thân Nguyễn Lớp thì cũng đấy, thì cũng mình cũng nghĩ về cuộc đời mình chẳng hạn. Thế thì mình cũng bảo là hay là mình cũng làm một cái phim kiểu như thế, là nhớ đâu sau này đấy cái bệnh của mình, tại vì là con người ta mà không tránh được sinh lão bệnh tử, thì mình cũng phải mình biết được trước rồi thì mình phải có những cái từ trước rồi, phòng trước rồi, đi học luôn đấy, để sau này giả dụ tôi nhắm mắt tôi vẫn có thể là tôi đọc được chữ chẳng hạn, tôi đọc được kịch bản chẳng hạn, ví dụ thế. Đó là những điều mà bạn góp nhặt được từ những cái trải nghiệm, từ những cái suy nghĩ ngày càng sâu sắc và trưởng thành hơn trong cuộc sống qua những cái tình huống xảy ra, để bạn có thể đưa vào những cái tác phẩm, ví dụ như bạn chia sẻ là Thức Tỉnh Tâm Hồn trên truyền hình An Viên. Vậy còn những cái điều mà bạn sẽ ngày càng tốt hơn trong chính cuốn phim cuộc đời của mình là gì?
bản thân của Nguyễn Lớp thì nhớ nhất, và đây là cũng là một cái câu mà mình cần phải học hỏi, một câu rất ngắn thôi của một cái người anh ấy có nói với cả Nguyễn Lớp là: em ạ, trong cuộc sống ấy là mình ôm thật chặt, tha thứ và thật nhanh. Ôm ai ấy, yêu thương ai ấy, thì ôm thật chặt vào. Còn ai mà làm gì mình không tốt ấy, em tha thứ thật nhanh cho anh. Thì đây là một cái phương châm sống và cách sống của Nguyễn Lớp và cách làm việc của Nguyễn Lớp gắn liền với cái câu nói đấy. Nguyễn Lớp có một cái này cũng rất là hay này, có cái là vừa đọc xong cái này xong nhá, làm xong quên cái này luôn để làm cái mới. Đấy là một cái cũng rất là lạ, làm xong cái quên luôn, và coi như là mới hỏi lại có khi được là không nhớ đâu, phải nhắc lại à nhớ rồi, à hóa ra là vậy. Đấy, có lẽ là sự tập trung của bạn nó cao. Vâng. Khi mà chúng ta có một cái mối quan tâm mới, chúng ta xong hẳn cái cũ rồi thì chúng ta lại dồn hết cái tâm lực, sức lực ấy vào cái... cho một cái mục tiêu sắp tới. Vâng. Những cái gì mà cái tác phẩm mình, giả dụ như cái đợt mà thức tỉnh hoặc là bất cứ một chương trình nào mới nhá, thì mình sẽ háo hức, mình sẽ kiểu như là mình không ngủ được, và mình nghĩ là mình chờ đến sáng để mình được ra hiện trường, mình được làm. Thì đấy là những cái mà mình cảm thấy là trong mình vẫn còn có cái đam mê. Đấy, chỉ sợ là sau này không còn cái đấy là hỏng. Là trong người lúc nào lung lấu là úi giời ơi, dậy thật sớm và để ra và thực hiện luôn những cái ý tưởng, những cái câu chuyện mà mình đang muốn gửi gắm đến khán giả. Bạn có muốn nhắc đến ai, những cái tên nào có những cái ảnh hưởng, có những cái tác động nhất định đến quan điểm, những cái tư duy làm nghề trong cuộc sống của bạn không? Có, đó là một người thầy ở trong trường nghệ thuật quân đội, đó là thầy Thanh Bạch, và là cũng là thầy giảng dạy cho Nguyễn Lớp về nghề, cho Nguyễn Lớp về nghề, có những bước chân đầu tiên khi mà tiếp xúc với nghệ thuật. Thầy dạy về kỹ thuật, về dàn dựng sân khấu ấy. Đấy, thầy là người cho mình những cái kiến thức để mình có được như ngày hôm nay. Đương nhiên là ra ngoài xã hội thì còn rất nhiều người thầy khác, nhưng mà cái người thầy đầu tiên ấy mà cho mình được là cái đam mê, cái nói để cho mình hiểu, truyền đạt để cho mình biết được nghệ thuật là như thế nào, và con phải làm như này, con phải sống với nó như ra làm sao. Nổi lên với nhiều chương trình đình đám phát sóng trên truyền hình hay trên hệ thống truyền thông số, Nguyễn Lớp cho biết bản thân anh không kén chọn thể loại nào, bởi mỗi thể loại từ sitcom đến game show, phim ngắn, phim Tết truyền hình đều có những thú vị riêng mà bản thân người nghệ sĩ, người đạo diễn cần trải nghiệm thử sức. Nguyễn Lớp cho rằng thể loại sitcom và game show truyền hình cũng là xu hướng mà khán giả rất thích xem, cho nên nhiều năm qua anh đã miệt mài theo đuổi hai dòng nghệ thuật giải trí này. Nhưng anh cũng vẫn làm những phim Tết và nhiều chương trình mang những câu chuyện ý nghĩa, nhân văn sâu sắc, gửi đến khán giả những thông điệp cuộc sống như chương trình Mõ Làng, Hài Hại Não và gần đây là series Thức Tỉnh Tâm Hồn. Đạo diễn Nguyễn Lớp hy vọng những trải nghiệm của mình qua nhiều chương trình đã làm sẽ mang đến cho khán giả nhiều sản phẩm mang tính giải trí cao và có ý nghĩa. Trong cuộc hành trình chinh phục nghệ thuật sẽ có những lúc thăng trầm, cũng có những lúc chưa làm hài lòng khán giả, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự nghiêm túc trong nghệ thuật và hướng đến thẩm mỹ của khán giả, tôn trọng khán giả. Nguyễn Lớp cũng chia sẻ là hiện nay bạn cũng đang là giảng viên tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bạn là giảng dạy môn sân khấu. À, vâng. Hiện tại thì là Nguyễn Lớp cũng đang giảng dạy cái bộ môn là chuyên ngành sân khấu ấy. Có nghĩa là trong chuyên ngành sân khấu thì có cái chuyên ngành là văn nghệ quần chúng ấy. Thì là cũng giảng dạy các bạn về kỹ thuật biểu diễn, rồi dàn dựng sân khấu quần chúng ấy. Khi mà đứng ở trên lớp với vai trò là một giảng viên ấy, thì điều này lại mang tới cho bạn những cái điều gì? Phải đầu tiên là cảm thấy là rất là vinh dự và cảm thấy hạnh phúc, và làm được đúng như lời của mẹ. Mẹ mong muốn. Mẹ của Nguyễn Lớp thì là đang là giáo viên của một trường tiểu học Yên Nghĩa. Thì từ lúc mà sinh ra cho đến bây giờ thì
cái mong muốn của mẹ thì vẫn là muốn là con cái là theo nghề sư phạm. Thì đến thời điểm bây giờ thì đấy là điều mà mình có một cái món quà, đấy coi như một món quà để cảm ơn mẹ là con đã làm được những cái điều mẹ mong muốn. Đấy. Và cái việc mà chúng ta đứng ở trên bục giảng để chia sẻ và truyền lửa tới cho các bạn sinh viên, tôi nghĩ cũng là một cơ hội rất là quý báu để chúng ta có thể nhìn lại chính mình, nhìn lại những trải nghiệm để từ đó tổng kết và đúc rút làm sao chia sẻ với các bạn ý để các bạn có thể nhận lấy những cái kiến thức một cách thực tiễn và gần gũi nhất. Đúng rồi. Khi mà làm ở ngoài, sau đó với những kiến thức mình đã có và những cái kinh nghiệm ở bên ngoài khi mình va chạm, khi đi làm phim ấy, thì mình truyền đạt lại cho các bạn, thì mình mời các bạn ý tham gia vào những cái dự án của mình hơn. Thì chính cái việc mà các bạn tham gia đấy thì là làm cho các bạn ý làm dày dạn hơn về nghề, và các bạn ý được tiếp cận, các bạn tiếp cận nghề nó gần gũi hơn, nó không phải qua lý thuyết nữa, mà đây đây như này, và chúng ta khi mà quay và chúng ta diễn nó sẽ như này. Có rất nhiều bạn trẻ hiện nay đam mê nghệ thuật, mà không ít người đến với nghệ thuật giờ đây vì lý do là mong muốn nổi tiếng, mong muốn được mặc đẹp này, được nhanh chóng nhiều người biết đến này. Thì quan điểm của Nguyễn Lớp ra sao khi chia sẻ với các bạn trẻ để mọi người hiểu hơn về cái sự nổi tiếng? Mà vì sao mà Nguyễn Lớp cũng nghĩ và cũng lên ý tưởng cho cái thức tỉnh tâm hồn này? Thức tỉnh tâm hồn cũng làm cho các bạn là các bạn thức tỉnh lại, và có những câu chuyện Nguyễn Lớp cũng đã làm rồi, làm chết vì sống ảo. Chỉ vì sống ảo mà làm ảnh hưởng đến cả bố cả mẹ, rồi ảnh hưởng hệ lụy đến cả cuộc đời của các bạn ấy. Các bạn ấy không hiểu được rằng là cái chiều hướng này, khi mà các bạn đưa một thông tin, đưa một nội dung lên, bạn muốn truyền tải cái gì thì nó phải có giá trị nhân văn, và cái người xem người ta phải thấy được cái sự tích cực, chứ không phải là bạn đưa lên để làm sao để nhiều like là thích, nhiều comment rồi vào nói này nói kia rồi chửi này chửi kia, thì mô hình chung ấy, nó làm ảnh hưởng đến hệ lụy đến cả các bạn nhỏ. Vậy là bản chất của sự nổi tiếng ở đây mà các bạn trẻ cần phải nhìn nhận đó là bạn nổi tiếng vì cái gì? Dạ. Cái đấy có tốt không? Đúng rồi. Có bền vững hay không? Và cái đấy có lợi ích được gì cho cộng đồng, cho xã hội hay không? Đúng rồi. Là các bạn ý phải có người định hướng. Phải có người định hướng chứ cứ làm theo những cái gì mà bạn ấy nghĩ. Đấy là bạn nghĩ, nhưng đâu xã hội có công nhận hay không là đúng. Nó phải có một cái barem gì đấy. Và cái việc mà như là chúng ta làm một chương trình ấy, chương trình hay, chương trình tốt, mang giá trị tốt, thì người xem cũng có những cái tốt, có những cái tích cực. Đấy, thì cho nên là Nguyễn Lớp hy vọng rằng là các chương trình bây giờ ấy, là chúng ta cần cũng phải khóa chặt lại, và cái phần kiểm duyệt ấy, nó phải kỹ hơn. Với những chia sẻ của Nguyễn Lớp thì tôi lại càng thêm tò mò với những thước phim của Thức Tỉnh Tâm Hồn sắp tới sẽ được lên sóng truyền hình An Viên. Vậy nói về những bài học này hay là triết lý Phật Pháp nào mà cá nhân Nguyễn Lớp thấy gần gũi với cuộc đời của mình, được coi là phương châm sống, bạn sẽ nói điều gì? Với Nguyễn Lớp thì Nguyễn Lớp với cái phương châm sống Nguyễn Lớp ấy, là Nguyễn Lớp nghĩ là ai cũng có thể thay đổi được, và thay đổi một cách tích cực. Đừng ngại nghĩ là mình mãi chỉ như vậy, mà hãy nghĩ là mình có thể làm được, và mình thay đổi để mà tốt hơn, thay đổi để cho cuộc sống mình phát triển và lo được một cuộc sống cho chính bản thân và những người xung quanh của mình được cảm thấy là hạnh phúc. Thế cụ thể ở đây là muốn thay đổi và muốn tiếp cận tốt hơn thì chúng ta cần phải học như thế nào, cần phải có điều gì để làm được sự thay đổi ạ? Thực ra là để mà học thì mỗi người sẽ lại có một cách học khác nhau. Chúng ta học ở bạn bè, chúng ta học ở những người xung quanh, thậm chí là chúng ta học ở những lúc chúng ta thất bại. Những lúc thất bại để chúng ta, đấy là những lúc mà ta học ấy. Ta học để ta thành công hơn. Và có thể thấy rằng điều đó được thể hiện qua hành trình mà Nguyễn Lớp đã gửi gắm vào những sản phẩm, những tác phẩm nghệ thuật của mình. Vậy thì bạn sẽ tiếp tục có sự thay đổi và mới mẻ như thế nào thời gian tới đây? Thời gian tới thì Nguyễn Lớp muốn là đầu tư cho những cái sản phẩm của mình ấy. Thứ nhất là về nội dung, thứ hai là về hình ảnh, là được trau chuốt hơn,
được 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 cảm thấy khi mà lên phim ấy, thì khán giả xem thứ nhất là nội dung đã hay rồi và hình ảnh cũng phải thực sự là đã mạnh. Với một chàng trai trẻ tài năng thế này thì chắc chắn quý vị khán giả sẽ quan tâm nhiều hơn để mong muốn bạn có thể chia sẻ về tình yêu, cuộc sống, hôn nhân, gia đình. Thì hiện tại thì Nguyễn Lớp đang có hai cậu con trai. Một cậu là năm nay học lớp 2, một cậu học lớp 4. Và cũng mong muốn là sau này cái cậu thứ hai cậu ấy sẽ định hướng theo nghề của bố chẳng hạn. Vâng. Thì đây là những cái mà cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc vì là có một công việc mình đam mê đúng theo những cái gì mình đang thích. Và thứ hai là có một cái hai cậu con trai và một gia đình rất là hạnh phúc. Không còn gì để cảm thấy là mình phải lăn tăn gì cả. Đấy, và cứ thế bây giờ là sống và đam mê và làm sao mà định hướng cho con cái làm sao tốt nhất. Vâng, là một đạo diễn trẻ này, điển trai này, làm nghệ thuật này, chắc hẳn là cũng sẽ có nhiều người hâm mộ này. Có bí quyết nào để có thể cân bằng được với công việc và gia đình không? Để tránh đi những cái tình huống như kiểu là ghen này, hay là không đủ thời gian để mà sắp xếp cho vợ con, gia đình chẳng hạn. Thực ra là cũng khó đấy. Tại vì cái lượng công việc của Nguyễn Lớp nó khá nhiều. Cho nên đôi khi là cũng phải cảm ơn gia đình, cảm ơn những người xung quanh luôn luôn là nghĩ và thông cảm, hiểu cho mình. Và qua chương trình cũng xin được gửi cảm ơn những người xung quanh lớp, cảm ơn gia đình luôn luôn là cho lớp cái động lực để được làm việc, sống với đam mê của mình. Vâng, và có lẽ đó chính là hậu phương vững chắc, cũng là như bạn chia sẻ là những cái động lực lớn nhất để mình lại tập trung và làm thật tốt công việc của mình dù ở bất kể vai trò nào. Vâng. Đúng không? Bởi vì đó sẽ là những cái điều mà những người thân của bạn mong muốn nhất. Dạ. Thay mặt những người thực hiện chương trình ngày hôm nay, xin được cảm ơn Nguyễn Lớp đã dành thời gian, đặc biệt là khi họng vẫn còn đang đau này, vẫn còn hơi khàn khàn, nhưng mà chia sẻ với chúng tôi thì hết lòng, hết dạ để cho chúng tôi hiểu hơn về những đam mê của bạn dành tới trong lĩnh vực nghệ thuật. Thế mới thấy là mặc dù đi đường vòng đấy, nhưng mà cuối cùng thì vẫn đến với đam mê. Quan trọng nhất là chúng ta nhiệt huyết và hết sức, hết mình, thì tình yêu dù đến muộn hay đến sớm thì sẽ vẫn luôn luôn là tình yêu ở lại đến cuối cùng và mang lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Dạ vâng, cảm ơn MC Thùy Linh. Để nói là trong cuộc sống ấy thì chúng ta cứ cháy đi, cứ sống đi. Và cũng như là Nguyễn chia sẻ ấy, chúng ta làm việc gì ấy, cũng từ cái tâm, cứ làm từ cái tâm đi thì chắc chắn là mọi việc nó sẽ hoan hỉ, nó sẽ viên mãn. Chúc bạn sức khỏe tốt này, làm được nhiều sản phẩm thành công để tiếp tục lan tỏa đi trong cuộc sống thật nhiều những giá trị tốt đẹp qua những bài học nhân văn được gửi gắm qua những trải nghiệm trong chính cuộc sống của bạn. Dạ vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Thùy Linh cùng với đạo diễn trẻ tài năng Nguyễn Lớp. Hy vọng rằng quý vị khán giả cũng sẽ có được những bài học cho riêng mình để phù hợp với cuộc sống, môi trường, để chúng ta sẽ có cuộc sống thật là an vui và hạnh phúc. Cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo cùng với Bước Ngoặt Cuộc Đời.